mọi người, chắc chắn rằng ai trong số chúng ta cũng có khả năng làm một việc gì đó với tốc độ cực kỳ nhanh. Có một số người đánh máy với tốc độ đáng kinh ngạc, một số khác có thể gọt gọ khoai tây chỉ trong chớp mắt. Một số người nói nhanh đến mức có thể đánh bại cả Enemin. Trên thế giới, có những người làm việc với tốc độ nhanh đến mức người khác khó có thể theo dõi kịp chuyển động của họ nếu có chế độ quay chậm của máy. Sau đây là 10 nghệ nhân có tốc độ làm việc cực nhanh. Số 10. Đầu bếp chế biến mì sợi. Ngành công nghiệp chế biến mì sợi là nơi mà những máy móc, robot có thiết kế tinh vi sẽ chịu trách nhiệm cho việc kéo bột mì thành sợi thay mì ống. Nhưng trong những hàng ngày thì công việc này vẫn được làm bằng tay. Có lẽ mì chế biến theo cách này sẽ có hương vị ngon hơn, hay đây có lẽ chỉ là cách gây ấn tượng với khách hàng. Thực khách chỉ cần xem màn biểu diễn của những đầu bếp này thôi là đã muốn nếm thử món ăn của họ ngay lập tức. Thực tế thoạt nhìn, chúng ta không thể nghĩ rằng người đầu bếp này sẽ làm món mì. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những sợi mì đã được hình thành và ném vào trong nồi nước sôi. Bạn có quan sát được những cục bột kia biến thành những sợi mì thanh mảnh như thế nào không? Số 9. Đầu bếp làm bánh kép. Để thu hút thêm nhiều khách hàng, một chủ sở hữu nhà hàng và quán cà phê ở thành phố du lịch Pattaya đã phải dùng đến chiến lược bất ngờ. Những vị chuyên gia ẩm thực này không phải làm bất cứ một chiến dịch quảng cáo nào. Anh ta rất điệu nghệ trong việc cán mỏng bánh kép chỉ bằng tay không. Anh ta cũng có thể cắn nát một quả chuối chỉ trong nháy mắt. Màn biểu diễn này khiến bạn phải tự hỏi là liệu anh ta đang xem một màn trình diễn ẩm thực hay đang xem ảo thuật. Số 8. Đầu bếp làm bánh kép. Tôi thực sự rất thích ăn bánh kép, thế nên tôi sẽ nói thêm về một nghệ nhân làm bánh kép khác cho bạn nhé. Người phụ nữ này không cần đến thìa hay bất cứ một dụng cụ làm bếp nào khác. Bà ấy có thể làm tất cả mọi công đoạn gần như bằng tay không. Nữ đầu bếp này chỉ cần đổ bộ đèn chảo rán, rồi tách chiếc bánh ra khỏi chảo chỉ trong chớp mắt. Trong lúc nghỉ giải lao, bà ấy tranh thủ đảo bột, cục bột nảy lên nảy xuống trông rất vui mắt. Thế nhưng nữ đầu bếp này rán bánh với một khuôn mặt rất tập trung. Vậy nên có lẽ công việc này hầu như không dễ dàng như vẻ bề ngoài. Tiếp theo là người khuôn vác. Ai cũng phải đồng ý rằng công việc khuôn vác là một công việc nặng nhọc và khó khăn nhất. Thêm vào đó, công việc này chẳng có gì thú vị cả. Thế nhưng anh chàng này đã chứng minh điều ngược lại. Anh ta đang dỡ một chiếc xe chở đầy bình kim loại, một màn trình diễn thật đáng kinh ngạc. Những chiếc bình kim loại trông chẳng nhẹ chút nào, nhưng người khuôn vác này chẳng hề quan tâm đến vấn đề này. Anh ta cứ thế ném từng chiếc một mà chẳng chợt tay lần nào cả. Số 6 là đội đua xe công thức 1. Nếu bạn đã từng chứng kiến một cuộc đua xe công thức 1 chính cống, thì chắc chắn bạn sẽ nhận thấy đội lắp ráp xe phối hợp hoạt động nhanh ra sao. Chỉ cần vận động viên đua xe lái xe đến gần đội của mình, chỉ trong một giây, tất cả những nhân viên sẽ tập hợp xung quanh, tạo thành vòng kín. Sau đó, vận động viên có thể quay lại đường đua. Nói chung, trong quá trình này, những nhân viên cơ khí phải nâng xe lên để thay thế những bánh xe cũ bằng bánh xe mới, rồi mới cố định chúng thật chắc chắn. Sau đó, lại đặt xe xuống đường. Cuối cùng, họ phải tránh sang một bên ngay lập tức để tránh xe vô tình đâm phải. Có thể nói những nhân viên cơ khí này thực sự là bậc thầy trong lĩnh vực của họ. Số 5. Người gói hàng. Có vẻ như người gói hàng này đang ngâm nga giai điệu nào đó trong đầu. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ chẳng giải thích được tại sao anh ta lại làm việc với sự phấn khích đến vậy. Có vẻ như luôn mơ ước được biểu diễn trong buổi gánh xiếc, nhưng mọi chuyện không được như ý của anh ta. Giờ đây trong bưu điện, những người đang xếp hàng để lấy đồ sẽ trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những màn trình diễn điệu nghệ của anh chàng này. Số 4. Võ sư Vũ Sư. Chúng ta luôn muốn xem những màn trình diễn võ thuật phương Đông. Màn đấu võ còn trở nên tuyệt vời hơn khi nó được trình diễn với tốc độ cực nhanh. Đoạn phim này được ghi lại trong giải Vũ Sư Trung Quốc năm 2014. Chúng ta không biết giải vô địch này sẽ kết thúc ra sao, ai là người giành chiến thắng. Thế nhưng hai cô gái trong đoạn phim này xứng đáng nhận được huy chương vàng. Nhờ có họ mà chúng ta có dịp chứng kiến những tư thế võ thuật với giá mác. Chúng ta cũng biết đến được rằng những cô gái Trung Quốc có thể hạ gục bất cứ ai trong tích tắc chỉ với cây giáo trong tay. Ở vị trí số 3 là nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đường phố này nổi bật giữa những người nghệ sĩ khác không phải vì anh ta vẽ tranh không cần bút. Có rất nhiều nghệ sĩ khác có thể làm được điều này, nhưng hãy chú ý đến tốc độ anh ta hoàn thiện tác phẩm của mình. Chỉ mất 30 đến 60 giây là bức tranh đã hiện ngay ra trước mắt khách hàng. Nếu bạn đang vội mà vẫn muốn thưởng thức nghệ thuật thì màn trình diễn này là hoàn hảo dành cho bạn. Để có thể được tác phẩm nghệ thuật như này, bạn sẽ mất $100
Thế nhưng bạn cũng cần phải đồng ý rằng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo như thế này là vô giá. Số 2. Người gói bánh. Giả sử bạn đang cực kỳ vội nhưng lại thèm ăn bánh. Khi đến cửa hàng thì bạn lại thấy cả một hàng dài những người cũng đang muốn ăn bánh như bạn. Thật tồi tệ thì không nào. Nhưng nếu người gói bánh nào cũng làm với tốc độ gói bánh của cô gái trong đoạn phim này thì bạn không có gì phải lo lắng cả. Bạn sẽ có bánh ăn ngay trong vòng 1 giây. Khi đó còn nhanh hơn cả thời gian bạn kiểm tra thông báo trên Facebook. Và vị trí cuối cùng là cà chua. Chúng ta đều biết rằng sốt cà chua được làm từ cà chua, giấm và các nguyên liệu khác. Nhưng liệu bạn có biết cần bao nhiêu cà chua hay không? Cực kỳ nhiều. Vì vậy, chắc là cần phải rất nhiều nhân viên vận chuyển để bốc vác đống cà chua này. Thế nhưng nhà máy này chỉ cần 2 nhân viên vận chuyển mà thôi. Hai công nhân này chỉ cần ném những thúng cà chua lên băng chuyền. Bạn không nên lo lắng cà chua bị dập một chút cũng không sao cả. Đến cuối cùng, chúng sẽ trở thành món nước sốt mà ai cũng yêu thích. Sau khi xem xong video, hãy cho chúng tôi biết bạn có thể làm việc gì với tốc độ tia chớp trong phần bình luận bên dưới nhé. Biết đâu, bạn sẽ gặp được ghi danh vào sách kỷ lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.